Ngày 21 tháng 5, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã phát hành bộ tem cây chè nhằm giới thiệu vẻ đẹp, giá trị kinh tế của loại cây công nghiệp thế mạnh, quảng bá nông sản của nước ta với bạn bè quốc tế. Bộ tem cây chè gồm 2 mẫu tem và 1 block tem, giá mặt lần lượt là 4.000 đồng, 12.000 đồng, 15.000 đồng. Tem do họa sĩ Nguyễn Du, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế theo phương pháp đồ họa. Tem có khổ 32x43mm, miêu tả quá trình hình thành sinh trưởng của cây chè, cách dùng trà truyền thống của người Việt. Trong đó mẫu tem có một chú thích, cây chè giới thiệu về cây chè từ hạt, cây, hoa, quả, búp lá chè. Các hình ảnh trên tem chân thực, cụ thể, chi tiết và tỉ mỉ. Mẫu tem trà truyền thống là hình ảnh búp lá chè đã được sao khô cùng bộ ấm chén và nước trà mới pha. Mẫu block tem có khổ 90x80mm, mô tả không gian vùng trồng chè, cây chè cổ thụ và chi tiết búp chè. Nền block thể hiện hình ảnh đôi chè Long Cốc, tỉnh Phú Thọ, nổi tiếng về cảnh quan cũng như vùng nguyên liệu trà. Từ những nguyên liệu là những búp chè được thu hoạch bằng phương pháp thủ công, người dân nơi đây đã tạo ra sản phẩm trà săn tuyết đặc trưng riêng có của Việt Nam. Trước đó, năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem cây cà phê trong chuỗi bộ tem giới thiệu về cây nông nghiệp chủ lực có giá trị kinh tế thế mạnh của nông nghiệp Việt Nam. Bộ tem cây chè được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 21 tháng 5 2024 đến 31 tháng 12 năm 2025.